Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8. Thì đầu tiên chính là lãnh đạo thành phố Bến Tre nêu lý do không nhận gạo từ gói hỗ trợ của chính phủ. Thì theo đó, tỉnh được chính phủ cấp 2.408 tấn gạo cứu đói cho dân trong đợt này. Thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch phân bổ số gạo này để hỗ trợ cho 160.551 nhân khẩu thuộc 58.271 hộ đang gặp khó khăn tại 8 huyện, trong đó không có thành phố Bến Tre. Thì trên địa bàn tỉnh, mỗi người sẽ có 15 kg gạo một tháng, trong đó huyện Ba Tri là nhiều nhất với 14.170 hộ, kế đến là huyện Bình Đại 10.366 hộ và huyện Châu Thành là 7.960 hộ, huyện Dòng Trôm là 7.706 hộ. Thì tối ngày 26 tháng 8, thì trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bến Tre cho biết trong đợt phân phát gạo từ gói hỗ trợ của chính phủ lần này, thành phố Bến Tre sẽ nhường gạo cho người dân ở các huyện và sẽ nhận trong đợt hỗ trợ tiếp theo. Bởi vậy trong đợt này, thành phố Bến Tre đã nhận 28 tấn gạo của nhà tài trợ và đã phân phát xong cho các hộ dân. Thì cũng theo ông Tuấn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bến Tre đã kiến nghị với lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 đến hết thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Dù địa bàn thành phố Bến Tre đã chuyển thành vùng xanh do hơn 10 ngày qua không có ca nhiễm COVID-19 mới. Và thông tin tiếp theo chính là trái chôm chôm Bến Tre sụt giá, tiêu thụ chậm. Cũng như nhiều loại nông sản đang gặp khó khăn do dịch bệnh, chôm chôm Bến Tre đang vào mùa thu hoạch rộ, giá rất thấp, thị trường tiêu thụ chậm, cần được tiếp tục quan tâm tháo gỡ. Thì hiện nay vườn chôm chôm ở tỉnh Bến Tre có 4.000 hecta, tập trung nhiều ở Châu Thành, Chợ Lách và Mỏ Cày Bắc, chủ yếu là giống chôm chôm Java. Do nhiều địa phương trong khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 nên việc mua, bán, vận chuyển trái cây nói chung và chôm chôm nói riêng đang gặp rất là khó khăn, đầu ra rất chậm và giá giảm sút. Và thông tin tiếp theo chính là xử lý đối tượng giả danh quân nhân để thông hành qua các chốt. Thì ngày 25 tháng 8, tổ tuần tra phòng chống dịch COVID-19 công an huyện Châu Thành phát hiện đối tượng mặc trang phục quân đội nhân dân có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành và cố ý bỏ chạy. Thì công an huyện tiến hành truy đuổi được đối tượng. Đối tượng khai tên Bùi Văn Phương, sinh năm 83, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đối tượng không phải là quân nhân, mặc trang phục quân đội dân dân để dễ dàng đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Thì công an huyện Châu Thành và ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành đang phối hợp xử lý đối tượng làm đúng theo quy định của pháp luật. Cũng trong buổi họp chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8, Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre họp thống nhất quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động. Thì theo dự thảo kế hoạch hoạt động là Sở Chỉ huy hoạt động trong thời gian từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 với nhiệm vụ là giúp ban chỉ huy tỉnh chỉ huy điều hành hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm kiềm chế dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, đề ra các kế hoạch, phương án, biện pháp cụ thể, giải pháp phù hợp, xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, những vấn đề cấp bách phát sinh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mục tiêu là tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 với nguyên tắc là ai ở đâu, ở đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tự quản, bảo vệ vùng xanh, phát triển vùng xanh, phấn đấu kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trước ngày 30 tháng 9. Cũng trong ngày hôm qua, tại Mỏ Cày Bắc, thì Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc có cái quyết định là về việc tổ chức cách ly để phòng chống dịch COVID-19 toàn bộ khu hành chính Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh Tây. Thì theo đó là tổ chức cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau: là phạm vi là toàn bộ khu vực hành chính, trụ sở Ủy ban nhân dân, khu ban chỉ huy quân sự và đoàn thể xã Tân Thanh Tây, ấp Tân Thanh Tây, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thời gian là từ 0 giờ ngày 25 tháng 8 đến hết 14 ngày sau khi đã tiếp xúc với K0 và có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Thì giao cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh Tây có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly và thực hiện các biện pháp giám sát phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Tính đến hết ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8, thì Bến Tre ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới. Thì ca mắc mới là ở Sương Thạnh An, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú. Ca này được phát hiện khi đang thực hiện test nhanh chiến dịch tầm soát. Thì tính đến hết ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8, Bến Tre có 1.681 ca mắc COVID-19. Thì Bến Tre hôm nay ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại Mỏ Cày Nam. Thì cộng dồn đến Bến Tre đã có 40 ca tử vong.
Số ca ra viện trong ngày hôm nay được ghi nhận thêm 40 ca. Thì tính đến hôm nay, Bến Tre đã có 1.127 ca đã ra viện. Tính từ chiều ngày hôm qua đến chiều ngày hôm nay, 27 tháng 8, Bến Tre có tổng cộng 14 ca mắc Covid-19 mới. Thì thông tin nhanh về ca tử vong số 40 là sinh năm 1962, có địa chỉ tại xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, nhập viện ngày 12 tháng 8, tử vong ngày 26 tháng 8. Chẩn đoán tử vong sau cùng là viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, hôn mê gan, sơ gan đa ổ, sơ gan, rối loạn đông máu, rối loạn điện giải. Xin chia buồn cùng gia đình bệnh nhân đã tử vong. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một lúc đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.